Linh cũng đã mắc cả 6 cái lỗi này trong cái thời gian là mình trải nghiệm cái skincare routine của mình luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của cô em Jenny. Ngày hôm nay thì mình rất là vui được quay trở lại với chủ đề về chăm sóc da với các bạn. Đây là một chủ đề mà Linh nghĩ rằng là rất là nhiều cô gái quan tâm. 6 lỗi skincare mà có thể bạn đang mắc phải. Bản thân Linh thì cũng đã trải qua một cái thời gian tìm hiểu và trải nghiệm rất là nhiều với làn da của mình. Và để tính ra thì Linh cũng đã mắc toàn bộ cái số lỗi, cả 6 cái lỗi này trong cái thời gian là mình trải nghiệm cái skincare routine của mình luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là Linh cũng đã tìm ra một cái quy trình chăm sóc da phù hợp nhất cho làn da của mình. Nên là mình muốn chia sẻ cái video này dành cho các bạn nào mà vẫn đang tìm kiếm và đang gặp nhiều vấn đề trong việc chăm sóc da. Linh cũng thấy rằng là cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình nhiều nhất trong việc chăm sóc da đó là dưỡng da như thế nào để da khỏe. Và Linh cũng rất vui khi mà bây giờ mọi người đã bắt đầu quan tâm thực sự đến cái việc là làm thế nào để làn da khỏe rồi. So với việc ngày xưa là mọi người chỉ nghĩ làm nào để da đẹp thôi. Thì đúng là một làn da khỏe thì mới có thể đẹp được. Thế nhưng mà chăm sóc như thế nào để làn da vừa khỏe lại vừa đẹp thì đúng là một câu hỏi khó. Và 6 cái lỗi mà Linh chỉ ra trong video này chính là những cái thứ mà có thể cản trở trong quá trình của bạn đi tìm kiếm một cái quy trình để có một làn da đẹp. Đầu tiên đó chính là sử dụng sản phẩm skincare có thành phần độc hại. Nghe thì hơi kinh khủng đúng không? Nhưng mà Linh nghĩ rằng là ai trong chúng ta thì cũng đã gặp cái việc này rồi. Giống như Linh ngày xưa thì những cái sản phẩm chăm sóc da đầu tiên của mình lựa chọn thì đúng là mình không hề nghĩ đến những thành phần của nó luôn. Mình chỉ nghĩ rằng là sản phẩm này dùng để trị mụn này hay là để dưỡng ẩm này. Chứ mình không hề nghĩ là nó có paraben không, nó có cồn không hay là có rất là nhiều những cái chất có ảnh hưởng đến làn da của mình hay không. Và vô hình chung thì khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà có cái chất không tốt cho làn da như vậy thì mình sẽ thấy rằng là tại sao mình dưỡng da rất là đầy đủ và nhiều bước nhưng mà da vẫn không hề đẹp lên. Thì một trong những cái chất mà có rất là phổ biến trong những cái sản phẩm dưỡng da đó là silicone mà chúng ta không để ý tới. Thì silicone có thể là làm cho cái cảm giác sau khi mà mình apply lên da nó kiểu da mịn hơn và cảm giác rất là thích ý. Thế nhưng mà silicone cũng là chất mà làm bít tắc lỗ chân lông rất là kinh khủng. Một chất nữa là sunfat mà có trong rất là nhiều các loại sữa rửa mặt ấy. Thì thực ra khi mà sử dụng trong một cái thời gian dài sẽ khiến làn da bị mỏng, yếu hơn và dễ bắt nắng và làm mất cái màng bảo vệ ở lớp ngoài cùng của làn da. Và vì vậy ở thời điểm hiện tại thì lựa chọn những loại mỹ phẩm mà không có thành phần độc hại là cái yêu cầu khá là tiên quyết trong việc lựa chọn mỹ phẩm dưỡng da của Linh. Và bây giờ người ta có một cái từ cho những cái sản phẩm dưỡng da đó, đó là mỹ phẩm sạch. Mỹ phẩm sạch thì có thể được hiểu đơn giản ấy là những loại mỹ phẩm được tạo ra và phát triển bởi những cái thành phần rất là an toàn cho da và cơ thể. Và nguồn cung cấp vật liệu cho những cái loại mỹ phẩm này thì cũng được nuôi dưỡng bằng những cái phương pháp sạch, ví dụ như không có chất kích thích hay là chất tăng trưởng. Nó cũng giống như là khi mà chúng ta ăn ấy thì các bạn cảm tưởng là khi mà ăn uống hàng ngày thì ai trong chúng ta cũng muốn lựa chọn những cái loại thực phẩm mà sạch nhất và tốt nhất cho cơ thể đúng không? Bởi vì là nó vào thẳng cơ thể mình. Thì mỹ phẩm dưỡng da cũng giống như là thức ăn của làn da ấy, thì nếu chúng ta lựa chọn những cái loại mỹ phẩm sạch và có nguyên liệu sạch thì nó tiếp xúc trực tiếp với làn da của chúng ta và nó sẽ ngấm vào da và cơ thể mình thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn so với việc mà những loại mỹ phẩm mà có thành phần độc hại. Sản phẩm mỹ phẩm sạch đang có mặt trên thị trường mà Linh thấy sử dụng rất là ổn là sản phẩm của Artistry. Khi mà tìm hiểu kỹ về tiêu chí mỹ phẩm sạch của Artistry, Linh không khỏi ngạc nhiên bởi sự nghiêm túc và tận tâm của nhãn hàng để xây dựng nên một cái bộ tiêu chí rất chi tiết mà không phải nhãn hàng mỹ phẩm nào cũng cam kết minh bạch được như vậy. Sau cái thời gian trải nghiệm khoảng 2 tháng thì Linh cảm thấy là đây là một cái bộ mỹ phẩm rất là phù hợp cho một cái làn da mà đang tìm kiếm một cái quy trình dưỡng da cơ bản nhưng từ đầu đến cuối, và từng sản phẩm của nó thì đều rất là tốt. Với cái bộ sản phẩm này của Artistry thì nhãn hàng cam kết là không sử dụng danh sách 1.300 list những cái thành phần độc hại mà thường có trong mỹ phẩm như là silicone này, sunfat này, paraben hay là cồn hay là một số các cái loại dầu khoáng khác. Cái lỗi thứ hai mà cũng nhiều người mắc phải đó chính là tẩy trang sơ sài. Linh ấy thì đã có một trải nghiệm rất là kinh khủng với cái việc mình tẩy trang không cẩn thận. Đó là khi mà Linh mới đi làm người mẫu ảnh. Và cái thời gian đấy thì mình phải make up với cường độ rất là dày và mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc làm sạch da. Thế nên là khi mà mình làm sạch da, mình tẩy trang thì mình cũng chỉ dùng sữa rửa mặt thôi, không dùng nước tẩy trang. Hoặc là mình chỉ dùng một trong hai bước. Và mình cái lúc mà mình tẩy trang mình cũng làm không kỹ. Và sau một thời gian thì tự nhiên mình thấy da mình lên rất rất là nhiều mụn ẩn. Và các bạn ơi, đi xử lý những cái đống mụn ẩn thế thì nó sẽ để lại hậu quả trong thời gian rất dài. Thế nên là sau một cái thời gian dài thì Linh đã rút ra rằng là cái bước tẩy trang nó là bước tối quan trọng để chăm sóc da.
quy trình làm sạch da của Linh thì luôn gồm 3 bước. Đó là dùng nước tẩy trang hoặc là dầu tẩy trang này, sau đó dùng sữa rửa mặt và sau đó đến toner. Linh nghĩ rằng là với 3 cái bước này thì sẽ là một cái quy trình làm sạch da chắc chắn nhất cho làn da của mình, đảm bảo là da sẽ sạch nhất có thể. Tuy nhiên thì nếu các bạn tẩy trang 3 bước mà vẫn thấy chưa sạch thì vấn đề nằm ở chỗ là cái technique của các bạn khi mà các bạn thực hiện cái động tác. Như Linh thì có một số tips, đó là khi mà mình tẩy trang bằng nước hoặc bằng dầu thì mình sẽ dùng bông thấm rất là đẫm và sau đó thì mình sẽ vuốt thật là nhẹ nhàng nhưng mà làm rất là nhiều lần để cho những cái chất bẩn này, bã mẹ cặn make up và dầu thừa nó được đi sạch nhất. Và sau đó thì khi mà rửa mặt thì mình sẽ bấm đồng hồ để nó đảm bảo ít nhất là mình rửa mặt trong vòng 2 phút. Mình rửa mặt và massage trong vòng 2 phút. Nếu mà các bạn rửa mặt bằng sữa rửa mặt mà làm quá là nhanh ấy, thì nó cũng chưa kịp để đẩy những cái chất bẩn ở trong lỗ chân lông ra. Khi mà các bạn xả nước rồi và rửa mặt xong, các bạn tưởng là sạch rồi nhưng mà thực ra thì vẫn còn rất là nhiều chất bẩn trên làn da của bạn. Và vì vậy thì mình cũng recommend cho các bạn một cái chai nước tẩy trang mà đem lại cả ưu điểm của tẩy trang dạng nước và dạng dầu. Đó là nước tẩy trang của Artistry. Đây, cho các bạn thấy. Em này thì được mix giữa cả nước tẩy trang micellar và dầu luôn. Nên là các bạn sẽ thấy texture của em ấy như thế này. Em ấy sẽ giúp làm sạch tất cả những chất cặn bã cộng với dầu thừa trên gương mặt của bạn tốt hơn. Có thể nói đây là em tẩy trang dạng nước mà Linh trải nghiệm tốt nhất từ trước đến giờ trong các cái dòng nước tẩy trang mà Linh thử sử dụng. Và với những cái lớp make up mà kiểu cứng đầu như là những cái lớp make up mà waterproof thì em ấy cũng làm sạch rất là tốt. Sau một thời gian dài sử dụng em này thì Linh thấy là da hoàn toàn không bị mụn ẩn. Em này cũng được nhãn hàng cam kết là sẽ loại bỏ bụi mịn PM2.5 rất là tốt. Đây là một cái điểm cộng mà Linh thấy là chưa nhiều loại nước tẩy trang mà hứa hẹn với mọi người. Về sữa rửa mặt thì chai sữa rửa mặt của Artistry cũng là chai mà Linh rất là recommend cho các bạn. Cái điểm mạnh của em sữa rửa mặt này là cái thành phần của nó thì phần lớn là những cái thành phần tự nhiên như là chiết xuất nha đam và dầu hạt tía tô xanh. Nha đam thì là một loại thực vật thì rất là tốt cho da, nhiều bạn biết rồi. Thế nhưng mà dầu hạt tía tô xanh thì khi mà Linh tìm hiểu ra thì nó có chất chống viêm, kháng viêm rất là tốt và những cái chất chống oxy hóa giúp làn da chậm lão hóa hơn. Cái công thức này thì cũng đã được cấp bằng sáng chế độc quyền của Artistry và bên cạnh đó thì cũng có chiết xuất hạt chia trắng và axit amin tự nhiên. Linh cũng nghĩ rằng đây là lý do mà sau khi rửa mặt thì làn da của mình khá là ẩm, bởi vì là nó có đủ những cái axit amin tự nhiên và dầu hạt tía tô thì nó sẽ giúp cho da không bị khô rát, vẫn giữ được độ ẩm mà vẫn được làm sạch bụi bẩn rất là tốt. Đối thứ ba đó chính là không sử dụng toner. Có phải là bạn đang chính là người mà bỏ qua bước toner khi mà dưỡng da đúng không? Nhiều người sẽ thấy rằng là chỉ cần dùng kem dưỡng ẩm thôi là được, hoặc là chỉ cần dùng serum và kem dưỡng ẩm thôi, bỏ qua toner đi. Thế nhưng mà đây là một cái lỗi rất là sai lầm và nó sẽ làm giảm hiệu quả của những bước dưỡng da sau của bạn. Toner cũng chính là cái điều kiện để phát huy cái hiệu quả của những cái bước dưỡng ở phía sau nhiều hơn. Vì thế nên là Linh rất là recommend là các bạn không được bỏ qua cái bước toner nhá. Với em toner của Artistry này thì mình ấn tượng nhất là cái texture của em ấy rất là mỏng nhẹ. Khi mình apply lên da thì nó cảm giác là nhẹ, kiểu như nước luôn ấy. Và có một cái độ ẩm rất là tốt. Đây, mình sẽ apply lên da cho các bạn xem ngay lập tức. Thì đây là một cái toner mà Linh khi mà apply lên da Linh cảm thấy rất là dễ chịu, không hề bị rát như là một số loại toner khác. Thì hiện tại có rất là nhiều loại toner mà họ sẽ cho thêm vào cồn hay là những chất hoạt động bề mặt mà không tốt cho da. Thì thành phần nổi trội của em toner này là chiết xuất licorice, chiết xuất từ rễ cây cam thảo và công thức không chứa cồn. Đây là một cái điều mà rất đáng chú ý của em toner này. Thì nhờ cái công thức này thì em ấy sẽ giúp cân bằng độ pH trên da rất là tốt, hỗ trợ hệ vi sinh trên da và làm sạch nốt những cái cặn bẩn và bã nhờn ở trên da. Lỗi thứ tư đó là chỉ sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài. Có nhiều bạn nghĩ rằng là với cái ngày nào mà mình cần phải đi ra ngoài nắng nhiều thì mới cần bôi kem chống nắng. Nhưng mà đây là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Có rất là nhiều những cái loại ánh sáng khác nhau có thể tác động đến làn da của chúng ta ngoài ánh nắng, như là cái ánh sáng từ điện thoại này, từ laptop, hay là giống như Linh khi mà mình cần phải đi chụp hình thì kể cả chụp hình trong studio thôi nha, thì những cái ánh sáng từ những chiếc đèn hay là những chiếc đèn hiện tại đang chiếu mình đây thì nó cũng đã tác động tiêu cực đến làn da rồi. Vậy nên là Linh recommend tất cả các bạn sử dụng kem chống nắng hàng ngày luôn. Và bên cạnh đó thì kể cả cái việc mà ánh nắng ấy, thì các bạn không chỉ là các bạn đi ra ngoài trời thì ánh nắng mới tác động vào làn da bạn đâu. Các bạn chỉ cần ngồi cạnh cửa sổ thôi thì cái tia UVA cũng có thể xuyên qua cửa sổ và tác động đến làn da của chúng ta rồi. Thế nên là các bạn rất chú ý bôi kem chống nắng mỗi ngày nha. Số 5 đó là không cấp nước đủ cho da.
Và dưỡng ẩm da cũng là cái bước đầu tiên để chống lão hóa. Làn da của chúng ta khi mà thiếu nước thì sẽ lão hóa nhanh hơn. Bởi vì sao? Các bạn tưởng tượng khi mà các bạn không dưỡng ẩm ý, thì ngay khi mà các bạn lấy ngón tay các bạn đẩy cái làn da lên thì những cái nếp nhăn ở trên làn da nó đã rõ hơn khi mà các bạn dưỡng ẩm rồi. Thế nên bản thân Linh thì luôn ưu tiên cái việc dưỡng ẩm trước rồi mới đến việc điều trị những cái vấn đề khác ở trên làn da. Và các bạn lưu ý một chú ý quan trọng là không được bỏ qua bước dưỡng da ban đêm, bởi vì cái bước này là sẽ giúp làn da phục hồi cái khả năng bảo vệ sau cả một ngày dài bạn đi ra ngoài và làn da tiếp xúc với những cái tác nhân có hại. Kem dưỡng ẩm của Artistry là một cái sản phẩm mà dưỡng da là phù hợp cho mọi loại da. Với giải pháp cấp ẩm hydrating thì kem dưỡng ẩm này giúp làn da được cấp ẩm tức thì và đồng thời duy trì độ ẩm trong vòng 24 giờ. Cái kết cấu của kem này thì cũng rất là nhẹ, trong suốt, và Linh nghĩ là các bạn kể cả da khô hay là da nhạy cảm đều có thể dùng được. Khi mà mình bôi lên da ấy thì đầu tiên Linh đã cảm thấy là rất là ẩm và mịn rồi, và cái mùi hương cũng rất là dễ chịu, nó rất là thiên nhiên ấy. Thì đó là bởi vì cái thành phần lớn của dòng sản phẩm Skin Nutrition này thì đều là những cái thành phần từ thiên nhiên. Sau một đêm 7 đến 8 tiếng thì buổi sáng khi mà mình thức dậy thì mình thấy là cái làn da của mình không hề bị đổ dầu. Cái việc mà da bị đổ dầu không phải là do là các bạn da dầu đâu, mà là do các bạn dưỡng ẩm không đủ. Thì khi mà cái làn da được dưỡng ẩm không có đủ ấy, thì làn da sẽ bắt buộc phải tiết ra dầu để cân bằng lại cái độ ẩm trên da. Thế nên nếu mà các bạn đang dưỡng da mà cảm thấy là tại sao da vẫn đổ dầu thì có lẽ là bởi vì các bạn đang chưa dưỡng ẩm đủ cho gương mặt. Thành phần kem dưỡng ẩm này thì chiết xuất của cây thùa xanh, là một cái loại cây rất nổi tiếng trong những cái sản phẩm dưỡng da và có protein của gạo, rice protein ở đây. Cái việc mà các bạn dưỡng ẩm với em này mỗi tối sẽ giúp cho làn da duy trì được sự đàn hồi và trở nên mịn màng hơn. Và một cái tip của Linh khi mà sử dụng cái kem dưỡng ẩm này ấy, thì đó là Linh thường apply lên mặt thành nhiều cái điểm khác nhau và mình sẽ massage nhẹ nhàng lên gương mặt để kem dưỡng ẩm được thấm đều. Các bạn nên massage theo chiều hướng lên phía bên trên thì sẽ giúp cho các cơ mặt không bị chảy xệ nhé. Nhìn chung ấy thì khi mà sử dụng kem dưỡng ẩm này vào buổi tối thì khi mà sáng dậy thì Linh thấy da rất là dễ chịu, mềm mại và không bị khô căng hay là đổ dầu. Còn nếu mà các bạn sử dụng kem dưỡng ẩm này vào ban ngày thì nó cũng cấp ẩm cho cả một ngày dài luôn. Một lỗi sai cuối cùng mà các bạn hay mắc phải đó là sử dụng kem dưỡng ẩm vùng da mặt cho vùng mắt. Đây cũng là lỗi mà Linh mắc phải một thời gian rất là lâu rồi. Bởi vì mình nghĩ rằng là với làn da trẻ của mình mới 20 mấy tuổi thì mình chỉ cần dưỡng ẩm thế là đủ. Và các loại kem dưỡng ẩm thì cũng giống nhau thôi, cũng có những cái loại chất dưỡng ẩm giống nhau. Nhưng mà không nha, làn da mắt thì khá là khác so với da của toàn bộ mặt. Da mắt thì sẽ mỏng hơn và nhạy cảm hơn rất là nhiều và cũng mất cái độ ẩm nhanh hơn, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời. Thế nên là chúng ta cần có một cái loại kem riêng cho vùng mắt. Cái việc mà các bạn bôi kem mắt mỗi ngày chắc chắn sẽ cứu bạn khỏi cái việc mà trông già hơn so với tuổi thật từ 10 đến 15 năm. Một điểm rất quan trọng đấy. Kem dưỡng mắt của Artistry này thì em mình có một cái mùi hương rất là dễ chịu, mà khi mà apply lên là mình cảm giác kiểu rất là fresh và relax. Có một cái tip khi mà mình apply kem dưỡng da mắt đó là mình sẽ sử dụng cái ngón áp út này. Cái ngón áp út này thì là cái ngón mà tác động lực nhẹ nhất lên cái vùng mắt, và mình sẽ massage ngược theo cái chiều nếp nhăn mắt. Ví dụ các bạn thấy là nếp nhăn qua bên này đúng không, thì mình sẽ massage chiều ngược lại rất là nhẹ nhàng nha, vì cái vùng da nó rất là mỏng cái kem mắt này. Và texture của em ấy thì cũng rất là giàu chất dinh dưỡng. Có thể nói là khi mà Linh xoa nó ra thì Linh thấy nó rất là rich, khó để miêu tả quá, nhưng mà khi mà dưỡng lên vùng mắt thì Linh thấy cái vùng mắt căng và cảm giác như là sau cả một đêm thì nó có cái độ khỏe hơn và sáng hơn so với khi mà Linh không sử dụng kem mắt. Thành phần của kem dưỡng mắt này thì có hợp chất phức hợp ngăn ngừa Prevent Complex. Đây là hợp chất phức hợp của bộ ba chiết xuất vàng, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa từ quả sơ ri này, hoa cúc úc và lá mâm xôi đen, với khả năng tăng cường hệ thống bảo vệ tự nhiên của da lên đến 350%. Từ đó thì sẽ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm mà duy trì độ đàn hồi của da. Và nhấn mạnh một lần nữa nha, các bạn phải sử dụng kem mắt mỗi ngày. Như Linh thì Linh còn sử dụng kem mắt để dưỡng ẩm cho cái vùng da mắt 2 lần một ngày cơ, cả sáng và tối. Thế nên là các bạn ơi, hãy nghe mình đi, kể cả các bạn 22, 23, 25 tuổi thì các bạn hãy sử dụng kem dưỡng mắt ngay lập tức nhá. Và đó là 6 cái lưu ý, 6 cái lỗi sai mà các bạn hay mắc mà Linh muốn nhắc nhở cho các bạn để rút ngắn cái quá trình tìm hiểu một cái routine phù hợp nhất cho làn da của bạn. Và mặc dù là mỗi người có một làn da khác hoàn toàn nhau, với những cái nhu cầu dưỡng da hoàn toàn khác nhau, nhưng mà Linh tin rằng là các bạn chỉ cần lưu ý kỹ càng đến thành phần của những cái sản phẩm các bạn đang sử dụng và chăm sóc da một cách đúng cách, và phải chú ý đến 5 cái nhu cầu rất là thiết yếu của làn da, đó là làm sạch này, cân bằng này, củng cố, cấp ẩm và bảo vệ, là chắc chắn sẽ có một làn da khỏe và đẹp.
Bộ sản phẩm của Artistry Skin Nutrition Hydrating thì Linh thấy rất là phù hợp với những bạn có làn da khô như Linh. Nếu mà các bạn đang tìm kiếm một bộ sản phẩm mà có những thành phần an toàn, đầy đủ các bước từ đầu đến cuối của một cái skincare routine, cộng với cái chất lượng đồng đều của tất cả các sản phẩm và một cái mức giá hợp lý, thì hãy thử ngay bộ sản phẩm này của Artistry nhé. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video này của Linh và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo. Bye bye!